Tiếp tập 45 của bộ truyện bắt đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể. Rất nhanh sau đó có thể thấy vô số thân ảnh đang ảo ảo phi vào thái hoang xâm lâm. Bọn họ vừa đạp gió phi như bay về phía bí tàn nguyên thiên trí tôn vừa hào hứng hô to, sông lên, dành trước đi vào bí tảng. Đột nhiên lúc này một cơn xe gió từ phía sau ập đến, làm cho những tên đang chạy cũng phải khựng lại mà ngó lại nhìn. Ngay sau khi bọn họ nhìn lại, biểu cảm trên mặt liền thay đổi. Đầu tiên là há mồm, sau đó là trận to mắt kinh ngạc khi thấy đó là một chiếc thuyền to lớn có gắn cờ khương gia đang với tốc độ cực nhanh bay ngang trên đầu mình bọn người bên dưới bị gió thổi làm cho cho đảo thì chửi ầm lên con miệng nó chưa dừng ở đó chiếc phi thuyền của khương gia còn trực tiếp húc luôn đám người đang bay ở phía trước bọn họ bị húc bay loạn xạ nhưng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà la lên tình huống gì vậy một người trong đó nhận ra liền hô lên giải đáp là linh châu khương gia ngay khi chiếc thuyền linh châu của khương ra bay qua đi thì ở đây mới bình ổn lại một tên bên dưới tức giận gống cổ la lên kích động quần chúng nếu tiếp tục như vậy sẽ bị bọn họ giành trước nghe vậy những tên khác liền thi triển ra pháp bảo miệng còn không quên cay cú quát mấy đại gia tộc đáng ghét này xem pháp bảo tiếng nói bọn họ vừa dứt thì một con cự xà hư ảnh xuất hiện quấn lấy chiếc phi thuyền lại tên chủ chốt khống chế con cự xà thấy vậy liền đắc ý bảo tốt chính là như vậy đánh bọn họ xuống đi. Những tên khác thấy vậy ai nấy cũng cười không nhịn được mồm. Nhưng bọn họ lại không biết lúc này quân tư giao đã phóng người bay đến. Cậu đạp gió một cái đã xuất hiện phía bên trên cổ phi thuyền. Con cự xà bên dưới lúc này vẫn còn ngơ ngác chưa phát hiện cậu đã đến. Ngay sau đó cậu nhảy xuống đạp một cái thật mạnh vào phần lưng nó, tạo nên một tiếng ẩm vang trời. Ván gỗ cũng văng tứ tung. Khói bụi bay mịt mù, trong làn khói bụi này chỉ có thể thấy được mỗi cái đầu con cự xà đang há mồm hống khổ. ngay khi khói bụi tản ra, quân tiêu giao làm bộ bất ngờ mà nhếch miệng chào hỏi. rô rô, đây không phải là gì nhỏ sao? lúc này hư ảnh của con cự xà cũng đã tan biến, bỏ lại đám đệ tử khương gia đang đứng ngơ ngác ra. thanh châu khương gia, khương thánh y nhìn thấy dáng người quen thuộc, cùng với cách gọi này liền sững sờ kêu lên, ngươi là tiêu giao? quân tiêu dao đứng dậy không đáp mà cười hỏi có cần giúp đỡ không? Lúc này đám người quân linh lung cũng đuổi đến kịp mà đáp xuống phi thuyền. Không đợi Khương Thánh Y có cần trả lời giúp hay không? Quân tư giao đã quay lại nhìn thị nữ của mình bằng một con mắt mà nghiêm túc ra lệnh, tiểu linh tử. Mở đường. Nhận lệnh. Quân linh lung liền khẽ đáp, được. Sau đó cô phi người nhảy xuống khỏi phi thuyền. Ngay khi đáp đất, không chậm trễ một giây nào cô đã xuất hiện đến phía bọn người đó mà hạ gục được một tên. Với tốc độ nhanh chóng, thoáng cái cô đã lướt ra phía trước mà hạ thêm hai tên cứ như thế cô một đường hạ hết những tên cản đường bằng một cách nhẹ nhàng ở bên trên phi thuyền quân trượng kiếm nhìn theo nàng mà thầm ngưỡng mộ không thôi quao 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 không hổ danh là linh lung nho nhã khương thánh y nhìn một cô thị nữ mà có thể nhẹ nhàng hạ gục một đống người bên dưới liền không khỏi toát mồ hôi lạnh nhưng cô vẫn giữ im lặng mà quan sát sau đó cô nàng phóng mắt về phía ba người trước mặt thầm đánh giá Tự liệt thứ 10 quân trượng kiếm. Tự liệt thứ 7 quân tuyết hoàng. Tự liệt thứ 5 quân vạn kiếp. Đánh ra đến đây, cô nàng khẽ cười một tiếng mà nghĩ suy, ba vị tự liệt 10 tuổi tham dự yến tiệc lại đi theo phía sau hắn. Ha! Xem ra đứa cháu trai này của mình đại thế sơ thành rồi. Đột nhiên lúc này một tiếng nổ lớn được phát ra từ phía xa xa. Ngay sau đó là cảnh quân linh lung bị đánh bay ngược về phía sau, kèm theo đó là tiếng la đau đớn thất thanh của cô nàng nhưng dù vậy quân linh lung vẫn hạ người đáp đất an toàn phía xung quanh cô lúc này vô cùng hoang tàn cây cối đổ ngã khắp nơi khói bụi mịt mù cô ôm cánh tay bị thương đang dỉ máu của mình rồi nhìn lên đối thủ trước mặt mà hừ lạnh một tiếng lúc này một bàn chân to lớn được dẫm xuống đất mà đi đến lực đạo của nó mạnh đến nỗi mặt đất cũng phải nứt toát ra thì ra đối thủ của linh lung là con quỷ diện nhân hùng nó lúc này đột nhiên gầm gừ lên huyết khí cũng theo đó mà dâng trào Khương Thánh y học xa hiểu rộng, khi nhìn thấy nó liền lo lắng hốt lên, không hay là quỷ diện nhân hùng, thứ này ra thô thịt dày, tương đương là một tu sĩ thần kiều cảnh đại hậu kỳ. Dừng lại một chút, cô nhìn kỹ vào ánh mắt đỏ rực tóe ra huyết khí mà nói bổ sung, hơn nữa tên này nhìn có gì đó sai sai, giống như là rơi vào như trạng thái cuồng bạo. Nghe giải thích về con yêu thú, Quân Tư giao không những không thấy lo lắng còn cảm thấy có phần hứng thú, thần kiều cảnh đại hậu kỳ có chút thú vị. trong khi đó quân trượng kiếm khi nhìn con yêu thú hung dữ đó thì đã sợ mất mặt, còn quân vạn kiếp cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. đột nhiên lúc này quân tư giao truyền âm đến nói chuyện cà rỡn, rô rô, tiểu linh tử cần giúp đỡ không? bất cứ lúc nào ta cũng có thể đến cứu người. quân linh lung ngay cái giọng điệu này liền nổi máu điên lên, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại cảm ơn ý tốt của thần tử. không cần đâu. dứt lời cô liền phóng người bay về phía đối thủ to lớn trước mặt. Quỷ diện nhân hùng thấy cô lao đến thì cũng gào lên mà giơ móng vuốt chộp xuống tấn công. Móng vuốt nó đập xuống liền đem mảnh đất nơi đó đánh thành nhiều mảnh. Thế nhưng không may cho nó, với tốc độ nhanh chóng của Linh Lung, cô đã tránh khỏi mà bay đến sau lưng nó. Đồng thời cô cũng siết chặt nắm đấm của mình lại. Sau đó là một quyền cực mạnh đem con quỷ diện nhân hùng chưa kịp phản ứng đánh bay về phía sau. Đánh xong quân Linh Lung cũng hạ người đáp xuống đất còn con quỷ diện nhân hùng thì đang bay xuyên toạt qua một hàng cây cổ thụ to lớn, nhưng cuối cùng nó cũng dừng lại mà ngã ẩm xuống chết ngắc. Đám người đứng gần đó nhìn chỗ con quỷ diện nhân hùng đang bốc khói nghi ngút, còn là bị một cô gái một quyền đánh chết thì sửng người chết lặng trong giây lát. Một tên trong đó khó tin với những gì mình đang thấy mà lên tiếng hỏi những người xung quanh, một kích đã đánh ngã quỷ diện nhân hùng. Cô nương kia là ai vậy? Một tên kế bên có vẻ hiểu biết đáp lời, hình như chỉ là thị nữ của thần tử quân gia nghe chỉ là thị nữ. Cả bọn bắt đầu nhao nhao bàn tán trong sự kinh ngạc, chỉ là một thị nữ mà đã như vậy sao? Đây chính là thực lực của người đứng đầu ngự tam ra sao? Ở phía bên này cơ huyền cũng không muốn thua kém. Hắn ánh mắt sắc lẹm ngưng tụ linh lực vào một cước, sau đó lướt qua một cái liền đem con yêu thú giết chết. Đám nhân vật quần chúng lại nhao nhao lên, tiểu thánh nhân của cơ gia cũng không thể xem thường được. Nghe nói tay trái của hắn đã cho vào một cái xương tay của tiểu thánh nhân, ta thấy mờ mờ có chút dáng vẻ vô địch, đang đánh giá về cơ huyền bỗng có một tên chỉ về hướng xa xa hét lớn, chờ đã, các người nhìn bên kia đi. một tên trong đó thắc mắc người kia là ai vậy? cùng lúc này một con yêu thú dạng chim tốc độ cực nhanh lao xuống tấn công tên đội mũ. trong tình huống ngàn can treo sợi bún này hắn ta vẫn đứng im một chỗ như không có chuyện gì, đợi con yêu thú đến phạm vi nhất định, hắn ta liền tung một quyền ra với ánh mắt sắc lạnh. Một quyền đó mạnh đến nỗi cả phần bụng của con yêu thú to lớn cũng bị đánh nát. Âm thanh của đám nhân vật quần chúng lại vang lên, các người quen không? Những tên khác đều lắc đầu bảo, không quen, e rằng là hắc mã trong tàn tu. Đám nhân vật quần chúng lại một lần nữa phóng ánh mắt về những nhân vật mạnh mẽ này mà tỏ vẻ mong chờ nói, lần này bí tàng của Nguyên Thiên Tôn mở rồi. Thật không biết bảo vật bên trong, đánh xong con yêu thú, tên hề khí vận chi tử liền dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn về phi thuyền Khương gia cuối cùng sẽ rơi vào trong nhà nào. Ở bên trên quân tiêu giao cũng chú ý đến con chuột tìm bảo vật của mình. Cậu hai mắt sáng rực, miệng nhếch lên mà thích thú, hửm, ừ, có người quen đến rồi.